Những người hâm mộ Barcelona chắc chắn vẫn chưa thể nào quên được Alan Halilovic. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại đội bóng quê nhà Dinamo Zagreb vào năm 2014, cầu thủ được truyền thông ví von là Messi Garcia. Cuối cùng, vượt lên trên mọi đối thủ, Barcelona đã có được Halilovic. Anh tiếp tục được đào tạo ở lò La Masia và được kỳ vọng sẽ thay thế cho Xavi, Iniesta trong tương lai. Nhưng rồi, những giấc mơ màu hồng đỏ đã chẳng thể nào kéo dài được lâu. Alan Halilovic đành bất lực trước cuộc cạnh tranh khốc liệt tại Camp Nou. Hôm nay, chúng ta lại gặp lại nhau trong chuyên mục Giờ Ra Sao để tìm hiểu xem Messi Croatia giờ đang ở đâu. Alan Halilovic sinh ngày 18 tháng 6 năm 96 trong một gia đình có ông bố Sejap Halilovic là người Bosnia, mẹ bà Vanessa là người bản địa Croatia. Ông Sejap từng là một cựu cầu thủ Bosnia và Croatia. Không những vậy, tại câu lạc bộ, ông từng thi đấu cho Dinamo Zagreb nhiều năm. Alan Halilovic từng được xem là một Luka Modric mới của bóng đá Croatia với tốc độ và khả năng xử lý trong không gian hẹp. Cùng với đó, anh có kỹ năng qua người rất giống với Messi. Halilovic thời điểm đó trở thành một cơn sốt của bóng đá châu Âu và trở thành mục tiêu săn đuổi của rất nhiều câu lạc bộ lớn. Tháng 9 năm 2012, Alan Halilovic được gọi vào đội tuyển quốc gia và trở thành cầu thủ trẻ nhất của Dinamo Zagreb khi lên tuyển. Khi đó, anh chỉ mới 16 tuổi 101 ngày. Sau đó 11 ngày, Halilovic tiếp tục ghi dấu ấn tại giải quốc nội khi trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử ghi bàn cho Zagreb. Đó là pha lập công vào Ljubljana Belupo giúp đội nhà giành chiến thắng 4-1. Mùa hè 2014, Barcelona đánh bại hàng loạt ông lớn như Man United hay Real Madrid khi chia ra 2,2 triệu euro để có được viên ngọc thô của Zagreb khi anh chỉ mới vừa tròn 18 tuổi. Hầu hết những người đã từng chứng kiến Halilovic thi đấu đều cho rằng đây là một trong những ngôi sao sáng giá nhất bóng đá thế giới trong tương lai. Sau khi ký hợp đồng với Barcelona, Alan Halilovic đã được ban lãnh đạo gửi xuống đội Barca B để tích lũy kinh nghiệm. Sau một năm chơi bóng ở đây, Halilovic có được 4 bàn thắng sau 30 lần ra sân. Tuy nhiên, do còn quá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu, ban lãnh đạo đã quyết định gửi Halilovic sang Sporting Gijon vào mùa hè 2015 để tiếp tục thử thách quy mô. Tại Sporting Gijon, Halilovic thường xuyên được huấn luyện viên Abelardo Fernandez cho thi đấu vị trí tiền vệ tấn công sở trường. Mặc dù chỉ mới 19 tuổi, nhưng thời điểm đó, tiền vệ người Croatia luôn đóng vai trò là hạt nhân trong các đường tấn công của Sporting Gijon. Được chơi tự do, tiền vệ sinh năm 96 thường xuyên là cầu thủ nhận bóng và là người phát động những đường tấn công trong những đợt lên bóng của đội nhà, vai trò mà anh chưa có cơ hội đảm nhiệm khi còn chơi ở Barca B. Ngoài ra, khả năng ghi bàn của thần đồng của học viện trẻ Zagreb cũng khá ấn tượng. Ngoài khả năng đọc trận đấu của một tiền vệ tổ chức, điểm mạnh của Halilovic còn đến từ những pha đi bóng ma thuật khéo léo khiến hàng phòng ngự đối phương nhiều fan chao đảo. Tưởng chừng như màn trình diễn ấn tượng của Halilovic sẽ được ban huấn luyện Barcelona để mắt, thì theo chiều ngược lại, cầu thủ này đã không thể thuyết phục được ban lãnh đạo Barcelona và bị bán sang Hamburg với mức giá rẻ như bèo. Song tại câu lạc bộ mới, Halilovic cũng không thể hiện được nhiều và lại được gửi trả về Tây Ban Nha hoặc áo Las Palmas. Thế nhưng số phận lận đận vẫn bám đuổi Halilovic khi câu lạc bộ mới của anh bị xuống hạng ngay mùa giải đó. Không muốn sự nghiệp của mình ngày càng chứng lại như vậy, anh quyết định ra đi. Năm 2018, Alan Halilovic gia nhập AC Milan. Tiền vệ người Croatia tin rằng bản thân mình đủ khả năng để giúp AC Milan quay trở lại thời kỳ hoàng kim. Trên thực tế vào thời điểm đó, triều đại của tifu Lee Yong Hong tại San Siro đã bắt đầu suy thoái và bộ đồ giám đốc Marco Fassone, Massimiliano Mirabelli buộc phải ký hợp đồng với Alan Halilovic bởi vì đây là một thương vụ miễn phí. Mặt khác, các Milanista dù biết tài năng trẻ ngày nào đang dần chứng lại, nhưng họ vẫn có một chút lạc quan và kỳ vọng vào anh. Năm đó 22 tuổi, sự nghiệp cầu thủ vẫn còn rất dài phía trước, nên nếu được dìu dắt và tạo điều kiện, chắc chắn việc Halilovic lấy lại phong độ để trở thành một ngôi sao là vẫn có thể xảy ra. Song cuối cùng, khoảng thời gian tại San Siro của anh lại không êm đềm, theo cách mà ít ai ngờ đến. Một vài trận, Halilovic có mặt trên ghế dự bị và sau đó còn không được đăng ký dự bị. Khi gật đầu đồng ý khoác áo Arsenal, có lẽ Alan Halilovic cũng không ngờ rằng sự nghiệp của mình lại đang tối đến vậy. Lỗi không hoàn toàn thuộc về anh khi phải chịu sự chi phối quá lớn từ giới truyền thông cũng như áp lực từ cái mắt thần đồng. Halilovic chỉ trách số phận đã không ưu ái, còn thần may mắn lại luôn ngoảnh mặt với anh khi đã không cho cầu thủ này tìm được một bến đỗ phù hợp để thể hiện những phẩm chất vốn có. Chỉ sau nửa mùa giải tập luyện ở Milanello và chỉ ra sân vỏn vẹn 3 lần từ cái dự bị, tiền vệ này bị đẩy sang Stavalic và sau đó là Heerenveen. Heerenveen được kỳ vọng sẽ là nơi giúp Halilovic hồi sinh sau các thời gian lóng đông trong sự nghiệp.
giám đốc kỹ thuật Jerry Hamstra từng chia sẻ. Với Alan, chúng tôi có một tiền vệ sáng tạo mà chúng tôi vẫn đang tìm kiếm. Với kỹ thuật, anh ấy hoàn toàn có khả năng giúp các tiền đạo thuận lợi hơn trong việc ghi bàn. Chúng tôi rất vui vì đã hoàn thành thương vụ này ngay trước khi thị trường chuyển nhượng đóng cửa. Kể từ khi chuyển sang Hirvin, Halilovic được kỳ vọng giúp câu lạc bộ tấn công tốt hơn. Thế nhưng, tiền vệ người Croatia lại chưa chứng minh được khả năng ngoài một pha lập công cùng với bốn kiến tạo sau 20 lần ra sân. Nhưng khoảng thời gian được ra sân của Halilovic chủ yếu từ ghế dự bị, anh thường góp mặt ở đội John Hirvin, đội trẻ. Halilovic từng than thở: "Tôi phải làm gì bây giờ? Rõ ràng, tôi không phải là một cầu thủ chỉ nghĩ cho mình. Tôi luôn hướng mắt về các đồng đội. Tôi biết mình có thể đóng góp cho câu lạc bộ. Khán giả chưa nhìn được thấy những phẩm chất hay nhất của tôi. Nếu tôi chỉ được đá chính thêm một hai trận nữa, có thể xem đây là một thất bại." Mùa hè 2020, Alan Halilovic bị AC Milan chấm dứt hợp đồng trước thời hạn do không nằm trong kế hoạch của huấn luyện viên Stefano Pioli. Kể từ thời điểm đó, anh tưởng chừng đã rơi vào cảnh thất nghiệp. Sau, Birmingham City đã ra tay cứu vớt. Sau 17 lần ra sân, Halilovic đóng góp khá nhiều vào lối chơi chung. Tiền vệ 26 tuổi ghi bàn thắng đầu tiên và duy nhất trên Birmingham vào ngày 27 tháng 2 năm 2021 với cú cứu lọc chân trái tuyệt vời từ cự ly 18m vào lưới của Queen Park Rangers trong chiến thắng 2-1. Sau đó, anh đã chạy đi ăn mừng và cởi áo đưa lộ bức tranh biếm họa mô tả nhạc sĩ người Serbia George Balasevic, người đã mất trước đó 8 ngày vì Covid-19. Tới cuối mùa giải 2020-2021, câu lạc bộ vùng trung du nước Anh đề nghị gia hạn hợp đồng mới, nhưng Halilovic đã từ chối và chọn giao nhập một câu lạc bộ khác cũng chơi tại giải hạng nhất Anh là Reading. Tại câu lạc bộ của vùng Perthshire, Halilovic thi đấu khá ổn định và sau 14 lần có cơ hội ra sân, tiền vệ người Croatia có chỉ mình một bàn thắng cùng hai kiến tạo. Nhưng vào tháng 5 vừa rồi, Reading xác nhận Halilovic sẽ rời câu lạc bộ khi hết hợp đồng và sẽ ra đi thời gian chủ nhật tự do. Sau những năm tháng phiêu bạt khắp châu Âu, Halilovic đã quyết định hồi hương thi đấu cho SNK Rijeka, một câu lạc bộ tại giải hạng nhất. Trong ngày ra mắt câu lạc bộ, tiền vệ sinh năm 96 chia sẻ: "Tôi đã liên lạc với Rijeka trong một khoảng thời gian dài. Tôi rất muốn trở lại Croatia từ rất lâu rồi. Tôi hài lòng và hạnh phúc khi được trở lại quê hương." Hiện tại, Rijeka đã đá trận mở màn tại giải vô địch quốc gia Croatia khi giành chiến thắng 1-0 trước Šibenik. Ở trận đấu này, tân binh 26 tuổi được huấn luyện viên Simon Rosman cho ra sân từ ghế dự bị và có khoảng 21 phút cuối để thể hiện mình. Trong khoảng thời gian ít ỏi đó, Alan Halilovic đã thi đấu đầy nỗ lực và tạo ra khá nhiều cơ hội ghi bàn cho các đồng đội. Như người ta từng nói, sau cơn mưa trời lại sáng, mà hy vọng rằng khi được hồi hương, nơi Alan Halilovic đã từng tỏa sáng từ khi còn là một cậu bé 16 tuổi thi đấu cho Dinamo Zagreb, thì cha tiền vệ 26 tuổi giờ đây sẽ tìm ra được phong độ của mình và đem đến những thành công cho Rijeka trong thời gian tiếp theo.